Người ấy không sinh vật cõi dữ, ác thú, đọa sứ, địa ngục. Nếu được đi đến loài người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải đoạn mạng. Con đường ấy đưa đến đoạn mạng. Này thanh niên, tức là sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông, từ bỏ sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tạm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả các chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, thiên giới ở đời. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, thiên giới ở đời, nếu người ấy đi đến loài người, chỗ nào người ấy sanh ra ấy sẽ được trường thọ. Con đường ấy đưa đến trường thọ, này thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tầm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tánh hay não hại tài hữu với tay đất, với hay với gậy, với cây đao, do ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa sứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa sứ, địa ngục, đi đến người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị nhiều bệnh hoạn, ấy đưa đến nhiều bệnh hoạn, niên tay hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tánh không hay não hại các loài hữu tình, với tay hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, vân vân, thiện thú, vân vân, người ấy được ít bệnh hoạn, con đường ấy đưa đến ít bệnh hoạn, vân vân, tánh không não hại, vân vân, hay với cây đao. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, vân vân, cõi dữ, vân vân, sáu sắc. Con đường ấy đưa đến sáu sắc, này thanh niên, tức là phẫn nộ, vân vân, bất mãn. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị nói đến nhiều cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, vân vân, thiện thú, vân vân, sắc đẹp, Passadika, hoan hỷ. Con đường ấy đưa đến sắc đẹp, này thanh niên, tức là không phẫn nộ, vân vân, không bất mãn. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tật đố, đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tật đố, sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, vân vân, ác thú, vân vân, quyền thế nhỏ. Con đường ấy đưa đến quyền thế nhỏ, này thanh niên, tức là tật đố, vân vân, ôm ấp tâm tật đố. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không có tật đố, đối với những người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, không sanh tật đố, sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố, do nghiệp ấy, vân vân, thiện thú, vân vân, quyền thế lớn. Con ấy đưa đến quyền thế lớn, này thanh niên, tức là không tật đố, vân vân, không ôm ấp tật đố. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không bố thí cho sa môn hay bà la môn đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngoại cụ, nhà cửa, đèn đuốc, do nghiệp ấy, vân vân, đọa xứ, vân vân, tài sản nhỏ, con đường đưa đến tài sản nhỏ, ngoại cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông
có bố thí cho sa môn hay bà la môn các đồ ăn uống vân vân, ngoại cụ, nhà cửa, đèn đuốc, do nghiệp ấy vân vân, thiện thú vân vân, nhiều tài sản, con đừng đưa đến nhiều tài sản vân vân, ngoại cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với những người đáng đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng những người đáng được tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, không cúng dường những người đáng cúng dường, do nghiệp ấy vân vân, đọa xứ vân vân thuộc gia đình hạ liệt, con đường đưa đến gia đình hạ liệt vân vân, không cúng những người đáng cúng dường. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không có ngạo nghễ quá mạn, đảnh lễ những người đáng đảnh lễ vân vân, cúng dường những người đáng cúng dường, do nghiệp ấy vân vân, thiện thú vân vân, vào gia đình cao quý, con đường đưa đến gia đình cao quý vân vân, cúng dường những người đáng cúng dường. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà đàn ông sau khi đi đến sa môn hay bà la môn không hỏi: thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là cần phải thực hành, thế nào là không cần phải thực hành, tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài, hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài, do nghiệp ấy vân vân, đọa xứ vân vân, trí tuệ yếu kém, con đường trí tuệ yếu kém vân vân, lợi ích hạnh phúc lâu dài. Nhưng ở đây thì thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sau khi đến sa môn hay bà la môn có hỏi: thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, vân vân, lợi ích an lạc lâu dài, do nghiệp ấy vân vân, thiện thú vân, đầy đủ trí tuệ, con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ vân vân, lợi ích an lạc lâu dài. Ở đây này thanh niên, con đường đưa đến đoạn thọ, dẫn đến đoạn thọ, con đường đưa đến trường thọ, dẫn đến trường thọ, con đường đưa đến nhiều bệnh, dẫn đến nhiều bệnh, con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh, con đường đưa đến xấu sắc, dẫn đến xấu sắc, con đường đưa đến đẹp sắc, dẫn đến đẹp sắc, con đường đưa đến quyền thế nhỏ, dẫn đến quyền thế nhỏ, con đường đưa đến quyền thế lớn, dẫn đến quyền thế lớn, con đường đưa đến tài sản nhỏ, dẫn đến tài sản nhỏ, con đường đưa đến tài sản lớn, dẫn đến tài sản lớn, con đường đưa đến gia đình hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ liệt, con đường đưa đến gia đình cao quý, dẫn đến gia đình cao quý, con đường đưa đến trí tuệ yếu kém, dẫn đến trí tuệ yếu kém, con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, dẫn đến đầy đủ trí tuệ. Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu. Khi nghe nói vậy, thanh niên Suphá Turiya Bức Tá nói với Thế Tôn: thật vi diệu thai, thưa tôn giả Gotama, thật vi thai, thưa tôn giả Gotama. Như người dừng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và chúng tỷ kheo tăng, mong tôn giả Gotama con đệ tử từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, Phân Đoạn và Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, dạ con thành kính cung thỉnh tượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Alo. Alo. Dạ. Bây giờ thì con Pháp Đăng sẽ giảng, nhưng mà nếu mà
rớt nét đó, thì quý vị Quang Hỷ chỉ chat lên là cho biết thôi. Nếu mà thấy có chạy á, nhiều khi nét nó hơi bị chậm thôi, chứ khi mà điện thoại hay nhắn tin đó thì nó sẽ bị rớt nét và nó sẽ quay vòng vòng, nó làm mất thời gian rất là nhiều. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, và con pháp đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Thầy Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, đây được tề tri sư Nguyên Thông cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Trong cái bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật ngài đã nói cho thanh niên số phá Tỳ Đi Giá Bút Tá nghe về cái nghiệp thiện bất thiện bằng một cái cách rất là dễ hiểu. Nhưng mà nếu mà chúng ta là người Phật tử hay là chúng ta là người học vi diệu pháp đó, thì chúng ta nhìn vào tâm thiện, nó có cái quả của tâm thiện, và tâm bất thiện nó có quả của tâm bất thiện. Chúng ta có thể hiểu cái bài nghiệp phân biệt này theo cái cách đó thì cũng rất là chính xác. Còn cái bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt đó, thì nó là cái cách chia chẻ. Thì ở trong đây đó thì vị thanh niên To Đi Giá Bút Tá này hỏi Đức Phật, vì sao có người chết yểu, có người sống lâu, có nhiều bệnh tật, kẻ ít bệnh tật, người xấu xí, kẻ đẹp đẽ, người không có quyền thế, kẻ có quyền thế, người nghèo, kẻ giàu, người hạ liệt, kẻ cao sang, người ngu, kẻ trí. Thì Đức Phật ngày dạy nghiệp, nghiệp là chủ nhân, nghiệp là thừa tự, nghiệp là tha tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa cho tất cả chúng sanh, loài hữu tình. Như vậy thì chúng ta thấy một người đó mà như là những cái bài kinh chư tăng thường hay tụng đó, ai cho vật thực đó, là cho sức, ai cho y phục là cho sắc, ai cho đèn là cho mắt, ai cho xe là cho lạc, ai cho sực vật vừa lòng là được vật vừa lòng. Thì những cái bài kinh này thì quý vị thường nghe, nhất là ngài Hòa thượng Thiện Pháp ngài thường tụng cái bài kinh này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người có cái nghiệp bất thiện thì ngược lại họ sát sanh, họ có cái thân họ giết hại chúng sanh để nuôi cái thân của họ. Thì chúng ta thấy rằng họ giết hại chúng sanh thì họ có thể làm rất là nhiều, giết gà, giết vịt, giết cá, giết cua, giết tôm, giết rùa, giết chó, giết mèo, giết trâu, giết bò, các loài. Thậm chí có nhiều khi họ có thể làm đến một cái việc mà giết người. Nhất là chúng ta thấy có những người họ quá tàn ác, họ có thể giết người, họ lấy gan, họ luộc, họ nấu, họ ăn. Chúng ta cũng thấy một cái thời kỳ mà loài người họ căm thù lẫn nhau, giữa cái bộ tộc này đến bộ tộc kia, thì họ mổ bụng người kia ra để họ lấy gan, lấy đồ họ nướng, họ luộc, họ ăn. Thì đối với đời đó, thì thế gian đó, họ nghĩ cái việc trả thù đó là cái việc nên làm. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì ngài nói chúng ta có thân, mà chúng ta dùng cái thân làm lợi ích cho loài hữu tình đó, thì điều đó là đối với Đức Phật là điều tán thán. Ví dụ mình có thân đó, mình đi nấu cơm, nấu nước, mình luộc rau, hoặc là mình có thân mình đi làm lúa, làm bắp, làm đậu, rồi có thì nấu nướng, đi cúng dường, thì mình làm như vậy thì đối với Phật pháp thì mình có cái thân như vậy mình sẽ được sống lâu. Nên khi ai cho vật thực là cho sức, ai cho y phục là cho sắc. Như vậy thường thì chúng ta hiểu đối với đạo Phật là một cái tinh thần nhân quả, một cái tâm thiện thì nó có cái tâm bất thiện, một cái tâm thiện thì có cái quả của tâm thiện, một cái tâm bất thiện nó có quả tâm bất thiện. Như vậy thì chúng ta thấy một cái người mà họ làm bất thiện như là tám tâm tham thì họ chỉ đưa cái tâm tục sinh là cái tâm thẩm tấn đi tái sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Một người mà làm thiện có cái tâm thiện, ví dụ trong chúng ta làm việc thiện bằng tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ thì có cái tâm thiện đó, thì có cái tâm quả cũng là sửa lại cái tên thôi, tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Và nếu mà chúng ta làm hữu trợ đó, thân trợ, khẩu trợ hay ý trợ đó, thì gọi là tâm thiện hữu trợ bằng thân trợ, khẩu trợ hay ý trợ. Như vậy thì đối với Đức Phật đó, thì một cái người mà họ chết yểu ở đời này đó, chúng ta nhìn thấy họ chết yểu,
có liền nghĩa là những cái loại hoại tử chết do uống thuốc nhầm, hoặc là họ chết do người ta đầu độc, họ chết do trời đánh, họ chết do động đất sóng thần, hay là họ chết bị hỏa hoạn núi lửa, họ chết bị xe cản thì cái nọ đó, mà tất cả những cái cách chết của họ đó đều nói chung là do họ có cái nghiệp sát sanh. Và thường một cái người mà không có nghiệp sát sanh đó thì họ lại không có bị chết như vậy. Và đối với chúng ta đó, cái việc mà bị rắn cắn chết đó, hay là bị bò hút chết đó, thì chúng ta nghĩ cái việc xui xẻo. Nhưng mà thật sự ra khi mà chúng ta coi trong những câu chuyện bổn sanh đó, hoặc là những câu chuyện mà Phật giáo, thì chúng ta thấy những cái người đó đó, khi mà họ bị rắn cắn chết đó, thì Đức Phật nghĩ cái tuổi thọ của họ đến đó là hết rồi. Nên chúng ta nghe rất là nhiều những câu chuyện có những đứa bé nó đi chăn dê, chăn bò, nó đem đồ đi ăn, nhưng mà nó gặp mà ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất, hay là nó gặp Đức Phật, nó hoan hỷ, nó cúng dường. Khi cúng dường xong rồi nó chạy theo cái bờ ruộng đó, rồi bị những con rắn hổ bung nó cắn chết. Cái chuyện mà con rắn hổ bung cắn chết đó, nó đã lọt vào cái giác võng của Đức Phật. Và Đức Phật này thấy chúng sanh này đó, khi mà họ làm việc thiện này đó, với cái tâm thiện cho họ sanh lên cõi trời, tuy rằng họ bị rắn cắn chết á, nếu mà họ gặp được Đức Phật và chư tăng, chư thánh tăng á, thì họ bố thí cúng dường, thì cái tâm thiện của họ đó nó có cái động lực, nó cho ra hiện báo nghiệp để ngay hiện tại kiếp này họ hưởng. Hoặc là cái động lực thứ bảy nó cho ra sanh báo nghiệp là họ thân quả mình chung, họ nhớ được cái việc thiện đó, họ sanh lên cõi trời, đó gọi là sanh báo nghiệp. Còn hậu báo nghiệp là họ hưởng những cái quả phước lâu dài. Chúng ta thấy như ngày Siêu Quý Lý đi cùng với đoàn chư tăng đến thăm ngày Rê Quá Tá, thì Đức Phật ngày hỏi trong đoàn có ngày Siêu Quý Lý không. Nếu có ngày Siêu Quý Lý đó thì đi con đường tắt, nhưng mà có sự bố thí cúng dường của chư thiên, do cái phước quá khứ của ngày Siêu Quý Lý cúng dường cái ổ mật đến Đức Phật và hơn 60 triệu vị thánh đệ tử của Đức Phật. Do cái phước đó nên chư thiên phải hiện ra để đặt bát cúng dường. Và cái phước của ngài Rê Quá Tá đó là chư thiên hiện xuống để làm những cái am thất cho Đức Phật và chư tăng ngủ. Và hai vị tỳ khưu bỏ quên cái y do suy nghĩ rằng ngài Rê Quá Tá ngài ở trong rừng, ngài làm bao nhiêu cốc đây thì làm ngày sau, ngày làm sao ngày tu tập. Đức Phật ngài dùng thần thông cho những cái vị tỳ khưu này làm quên cái y tăng dạ lê, vật dụng của mình, và những cái vật đó được treo trên cây keo. Khi mà các vị này quay trở lại không còn thấy am thất đầu keo thôi. Thì quý vị nghe câu chuyện đó thì quý vị thấy rằng khi mà những cái vị tỳ khưu đến nhà bà tín nữ Visakha, thì người nói cái chỗ của ngài Rê Quá Tá đó là một cái chỗ rất là đặc biệt, giống như là cái quái lực của chư thiên. Một vị thì nói rừng keo gai góc không. Và bà Visakha bà đi hỏi Đức Phật, và Đức Phật ngày giảng dạy cái bài kệ A-la-hán, vị La-hán trú nơi nào đó, thì chỗ đó thật là khả ái với ý nghĩa đó. Nhưng mà với bên trong đó, thì là cái thiện nghiệp của ngài Rê Quá Tá, cái thiện nghiệp của ngài Siêu Lý. Như vậy thì Đức Phật ngày nói rằng khi mà chúng ta làm việc thiện đó, chúng ta có quả vui. Nhưng mà khi chúng ta làm việc ác bằng cái tâm sát sanh, bằng cái tâm tham á, có nghĩa là chúng ta giết hại chúng sanh để chúng ta làm vật thực, bằng cái muốn ăn chúng ta giết bằng tâm sân, giết hại chúng sanh bằng tâm sân, tâm si, thì những điều đó đó sau khi mà chúng ta chết đi sanh lại đó thì chúng ta sẽ bị chết yểu, chết nhiều cái cách chết mà mình thấy như là xe cạn chết, hoặc là sấm sét đánh chết, hoặc là mưa đá lạnh cống chết, hoặc là núi lửa phun tràn chết, và động đất sóng thần chết. Thì thường những cái chuyện mà đó đó được Đức Phật ngày nói rằng do cái nghiệp sát sanh, chính cái nghiệp sát sanh đó làm cho người đó, cái thọ mạng người đó không có lâu dài. Vì đời trước người đó đoạt mạng của những loài súc sanh, hoặc là đoạt mạng của loài người, nên kiếp này họ sanh ra cái mạng sống của họ nó ngắn ngủi. Đây là cái điều mà Đức Phật ngày nói như vậy để chúng ta thấy rằng một thời nào đó loài người đó mà
sanh ra cái tuổi thọ tăng đó đều là do giữ giới không sát sanh. Nên chúng ta nghe nói rằng cái loài người đến thời kỳ kiếp quại đó, tuổi thọ là người còn có 10 tỷ ở trong tay, vũ khí dao súng nó hiện ra và chúng ta giết người rất là tàn bạo. Và những người đó khi thấy cái sự chết chóc đó đó, họ mới giữ giới và họ ôm nhau khi những người còn sống sót lại đó, họ hứa họ giữ giới sạch sanh. Nên cái tuổi thọ 10 tăng lên gấp đôi là 20, 40, 80, 160, từ giữ giới sát sanh đến trộm cắp đến tà dâm. Họ giữ giới cho đến tuổi thọ tăng lên đến 84.000 tuổi. Thì điều này được Phật ngài nói ở trong những cái bài kinh đó đó. Dù chúng ta có đọc qua, chúng ta phải hiểu rằng một cái người mà họ chết yểu đó không phải do cha họ muốn, do mẹ họ muốn, không phải bản thân họ muốn, không phải xã hội này muốn, nhưng mà bản thân họ làm cái nghiệp, và cái nghiệp đó đã cắt đứt cái mạng sống của họ bằng nhiều cái tai nạn. Mình gọi chung á, là bị bò hút á, mình cũng gọi là chết yểu. Vì cái người đó muốn sống mà bị bò hút, bị rắn cắn chết. Nhất là chúng ta coi rất là nhiều những cái câu chuyện ở trong kinh Tạng mà nói đến thời kỳ loài người chưa có xe cộ, chưa có những cái loài khác, thì chính những con rắn, những con cọp, những con bò nó hút chết những người đó vì cái thọ mạng của họ nó ngắn ngủi. Như vậy á, thì Đức Phật ngài nói cái con đường mà được mình thương xót loài hữu tình đó, là mình không có não hại. Nếu mình não hại đó, có nghĩa là mình dùng cây gậy đất, dùng đá, dùng gạch gỗ, mình dùng cái vật này vật kia gọi là đã thương cái người khác đó, thì đó cũng là cái con đường mà dẫn đến mình nhiều bệnh tật. Mình không bị chết nhưng mà bị bệnh tật, bị bệnh tật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, một cái người họ tạo những cái nghiệp đó, thì cái nghiệp đó theo họ như bóng không rời hình. Nên chúng ta nghe bài kệ Mano Buppan Gamma Thamma Mano Sittha Mano Maya đó, Manasa Che Pasang Nena Pasati Wa Karoti Wa Tato Năng Đúc Khó Măng Que Tý Chắc Căng Vô Quá Hát Tô Bá Đăng đó. Ý dẫn đầu các làm chủ ý tạo với ý ô nhiễm, nói lên hành động khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Như vậy á, thì chúng ta biết rằng cái nghiệp ác á, dẫn chúng sanh vào khổ cảnh là do con người tạo ra, chứ không phải do người cha muốn, đứa con chết yểu, hay người mẹ muốn, hay là bản thân cái đứa con muốn, hay là xã hội này, ông bà cha mẹ, hay là người nam nữ nào muốn. Nghiệp đã cắt đứt cái mạng sống của chúng ta. Chính vì điểm đó nên có nhiều khi chúng ta thấy có nhiều người đó, họ sanh ra họ có bàn tay đó, cái bàn tay của họ, cái đường sanh mạng nó không có được được dài. Nên thường thường người ta coi vào cái bàn tay người đó, người ta biết người đó bị chết yểu, hoặc là người đó đó có những cái bệnh tật. Tuy rằng những cái điều này đó, nó chúng ta thấy nó mình nghĩ rằng nó không phù hợp, nhưng mà thật sự ra thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật ngài dạy cái người mà họ có cái đoạn thọ, hay họ có một cái tướng đoạn thọ đó, thì họ phải có cái tướng đoạn thọ. Chính cái tướng đoạn thọ nó không phải là cái tướng của đại trượng phu, cái tướng đại nhân tướng, cái tướng của chuyển luân thánh vương, hay tướng của một vị bồ tát chánh đẳng giác. Thì chúng ta cũng biết rằng, chúng ta cũng thường nói quý vị đó, cái sắc nghiệp đó nó do cái tâm tâm tục sinh, nó tạo ra cái sắc tục sinh, và những người đó có cái tướng như vậy, có cái tướng như vậy, nó nhìn vào cái tướng người đó đó, người ta một phần người ta hiểu được người đó không có sống sống lâu. Và những cái người đó đó được mọi người khuyên bằng cái lời dạy đạo đức đó thì nên phóng sanh. Nên chúng ta thấy có những cái trường hợp người ta đi phóng sanh, hoặc là có những cái lời khuyên của những người họ kêu đi cúng chùa, cúng gạo thịt cho chùa. Đó là cũng cái điều mà họ có làm những cái thiện nghiệp, mà do cái tướng của họ khuyết điểm và họ được người khác khuyên lên, họ làm việc thiện. Thì chúng ta hiểu cái việc thiện đó cũng gọi là hữu trợ bằng khẩu trợ, có nghĩa là người ta nói bằng lời nói, hoặc là thân trợ, người ta nhìn cái thân tướng của mình, người ta qua cái cách họ hướng dẫn mình làm cái việc thiện. Và chúng ta thấy ở đây đó, thì Đức Phật nói đến cái người mà hay não hại là hữu tình, hay là người có sắc xấu đó, là cái người đã thường phẫn nộ hay bất mãn. Một cái người mà phẫn nộ hay bất mãn, ganh tị hay tật đố đó,
thì chúng ta cũng biết đó là tâm sân. Cái tâm sân á, thì là cái cách hủy diệt loài người. Cái tâm mà sát hại cũng là hủy diệt, mà cái tâm sân nó cũng là cái tâm hủy diệt, hủy diệt cái đức hạnh của mình. Bởi vì một cái người mà sống lâu đó, họ có cái đức hạnh, nhờ cái giới hạnh của họ đó nên họ được sống lâu. Còn một người phẫn nộ đó thì họ thường hay tật đố, hay ganh tị, hay là họ hiềm hận. Như vậy thì những cái điều đó đó, hay là những cái điều ngạo mạn đó, là những cái điều đó thường là những cái pháp bất thiện. Như vậy thì một cái người mà có ngược lại đó, mình có những cái tâm cung kính, có những cái tâm khiêm nhường, có những cái tâm tán thán người đáng tán thán, thì những cái điều đó, đó là những cái tâm, phải nói là cái tâm thiện, có trí suy nghĩ. Tại sao mình tán thán một người này đáng tán thán, mình tán thán. Và tại sao mình lễ bái một người, vì người này là vị sa môn, là người có giới hạnh, mình đáng lễ bái. Tại sao mình làm việc lại, hay phục vụ Tam Bảo, hay phục vụ Tăng Bảo, hay là mình xây dựng đền chùa tháp này kia nọ. Thì vì mình hiểu rằng cái việc mà mình làm như vậy đó, mình sanh vào những cái gia đình cao sang, mình biết cung kính đó, thì mình thường được người ta cung kính mình. Như vậy thì thường thường chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy ở trong cái bài kinh Tiểu Phân Biệt này đó, thì chúng ta thấy rằng cái thân hành đó, nó rất là quan trọng. Cái thân hành đó, biểu hiện từ cái tâm của chúng ta. Cái thân hành, ví dụ mình cung kính, hay là mình nhường đường, hay là mình tôn kính một cái vị nào đó, thì chính là cái tâm của mình điều khiển cái thân. Cái việc cung kính, hay là mình đứng lên để mời ngồi, nhường chỗ cho người đáng nhường, tôn trọng những người đáng tôn trọng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày biết được cái việc thiện nghiệp hay ác nghiệp của một người đó, của người đàn bà hay người đàn ông nào đó. Nhất là chúng ta nghe cái câu chuyện mà Thiên Cung Sự đó, ngày Mục Kiền Liên ngày lên hỏi những người phụ nữ, thì có nhiều người phụ nữ là thiên nữ đó, thì do những cái vị này gặp những vị tỳ khưu, xong rồi kéo ghế mời những vị tỳ khưu ngồi, hoặc là gặp những vị tỳ khưu rồi chấp tay đảnh lễ vị tỳ khưu đó, được sanh lên cõi trời. Nhưng mà những vị thiên nữ đó nói rằng có những vị thiên nữ kia thù thắng hơn. Thì ngày Mục Kiền Liên ngày tới ngày hỏi vị đó, thì vị thiên nữ đó nói rằng ngày xưa ở đời đó, ở nhân thế đó, con gặp những vị tỳ khưu đó thì con chắp tay cúi đầu, rồi con kéo ghế mời ngồi, nên do cái thiện nghiệp đó con sanh lên, con cao sang hơn cái vị thiên nữ kia. Rồi có nhiều vị thiên nữ nói rằng nhưng mà con không cao sang vị thiên nữ kia. Thì ngày Mục Kiền Liên ngày đến ngày hỏi vị thiên nữ kia nói rằng con gặp những vị tỳ khưu thì con kéo ghế mời ngồi chắp tay, rồi trong dân nước, dân vật thực, nên khi sanh lên cõi trời con thù thắng hơn. Có nhiều vị thì nói rằng nhưng mà con không bằng vị thiên hậu kia. Thì ngày Mục Kiền Liên ngày tới ngày hỏi vị thiên hậu kia, thì vị thiên hậu kia nói rằng ở đời con gặp những vị tỳ khưu đó, con chắp tay đảnh lễ cúi đầu kéo ghế mời chư tăng ngồi, dân nước, dân vật thực. Sau khi chư tăng thọ thực xong rồi, con kéo cái ghế ngồi phải lẽ để thỉnh chư tăng thuyết pháp. Do con nghe pháp như vậy nên con đã đạt được những cái pháp mà của bậc thánh thượng nhân, nên con sanh lên cõi trời này con làm vị thiên hậu, có những thiên nữ đanh vây xung quanh con. Chúng ta đọc những câu chuyện Thiên Cung Sự, và chúng ta nghe ngày Mục Kiền Liên ngày hỏi những vị thiên nữ đó đó, thì chúng ta mới thấy rằng một người ở đời đó mà họ không có ganh tị tật đố, họ biết nhường đường, biết chấp tay, biết cung kính những vị tỳ khưu, những vị trưởng lão, thì họ sanh ra đời đó, họ được thù thắng. Họ sanh lên cõi trời, họ được thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, thiên giới danh xưng, thiên giới thọ mạng. Họ có nhiều cái quy lực như vậy. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái do cái thiện nghiệp, cái thiện tâm của họ đó đã đưa cho họ tái sanh bằng cái tâm quả tương ứng với cái tâm thiện, hợp trí hay là ly trí, vô trợ hay hữu trợ, thọ hỷ hay thọ xả. Như vậy á, thì khi mà họ sanh lên các cái cõi trời đó, chính là do cái tâm của họ. Và đặc biệt có một điều của chị, giữa loài người và chư thiên đó, chư thiên á, thì họ sanh lên cõi trời đó do quá sanh, và không phải chạy vào trong thai bào,
Họ sanh lên, họ nhớ được kiếp trước của họ. Chính vì nhớ được kiếp trước của họ đó, nên khi nào Ngài Mục Kiền Liên Ngài hỏi, này tín nữ, này thiên nữ, nàng do cái nhân gì, do cái duyên gì mà nàng sanh lên cõi trời, thì vị thiên nữ đó biết được do cái thiện nghiệp đó nên mới trình bày với Ngài Mục Liên. Và Ngài Mục Liên á, thì Ngài đem cái câu chuyện đó nói lại và trở thành thiên cung sự, là những cái câu chuyện của những vị thiên nữ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, đối với Đức Phật á, thì Ngài biết rằng á, một cái chúng sanh á, dù ở người, ở đời đi, nhưng mà chúng ta là người đó, thì chúng ta không giống như chư thiên. Chúng ta sanh ra làm người đẹp á, chúng ta không biết rằng do cái phước đời trước của chúng ta, chúng ta có không có ganh tị tật đó, chúng ta có biết được. Nhưng mà chúng ta hãy nên hiểu một điều mà trong giới của Đức Phật có nói đó, nghiệp và sắc nghiệp đó, nghiệp thiện cho ra sắc nghiệp mà tục sinh đó, mình sanh làm người không có quá mập, không có quá lùn, không có quá ốm và không có quá cao. Nếu mà mình sanh ra làm người mà mập quá đó cũng là không phải là người có phước, mình ốm quá cũng không phải là người có phước, mà mình cao quá cũng không phải là người có phước, mà mình lùn quá cũng không phải là người có phước. Bởi vì người có cái sắc đẹp đó, là người đó không có quá lùn, không quá cao, không quá mập và không quá ốm. Người đó với cái dung sắc đó được gọi là mỹ diệu đó, là người ta nhìn vào mình, người ta thấy mình đẹp. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng một cái người mà họ cái tâm của họ phẫn nộ, bất bình, sân hận đó, bất mãn đó, chính cái ác nghiệp đó đó, ác nghiệp do cái ác tâm của họ, cái tâm sân của họ đó, họ sanh làm người họ sắc xấu, họ sắc xấu. Còn một cái người mà họ cũng có mắt, nhưng mà họ thấy người đẹp và họ tin tưởng Đức Phật này dạy, do biết cung kính, tôn sùng, đảnh lễ những cái người đáng đảnh lễ nên sanh làm người đẹp đẹp đó. Với con mắt của họ nhìn thấy và họ nghe lời dạy của Đức Phật, thì họ thực hành. Họ thực hành bằng cách là họ tôn kính những vị sa môn, bà la môn, những người có đức hạnh, những người có đạo hạnh. Thì họ với cái nghiệp đó đó, nếu mà họ sanh làm chư thiên, thì họ nhớ được kiếp trước của mình, do cái thiện nghiệp mình sanh làm chư thiên, có cái dung sắc thù thắng như vậy, có cái dung sắc thù diệu như vậy. Như vậy thì Đức Phật này dạy ở trong cái bài kinh này đó, nếu mà chúng ta là người có cái lòng tin, không phải là mê tín, vì chúng ta biết rằng Phật giáo dạy đó, cái tâm thiện nó có cái sắc thiện, sinh làm người có cái dung mạo đoan chánh, nên trong cái bài kinh chung của Để Dành có nói đó, người màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc dương triều tôn chủ, bậc chuyển lưng thánh chúa, bậc thiên vương cõi trời, tất cả quả lành này do công đức tạo. Người có được bạn lành, thành tựu chánh tri kiến đó, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Người có bốn tuệ giác phân tích của thánh đệ tử Phật, hay độc giác toàn giác, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Thì chúng ta hiểu cái công đức mà được nói ở đây đó là cái tâm thiện của chúng ta, nó tạo ra cái sắc nghiệp thiện. Chúng ta tục sinh, chúng ta có những cái tướng đoan chánh, chúng ta có màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc dương triều tôn chủ, bậc chuyển lưng thánh chúa, bậc thiên vương cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Những hạnh phúc trần gian cùng thiên lạc cõi trời, tất cả quả lành này công đức đã tạo. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng á, nếu một người mà tin Đức Phật thuyết giảng đó, mình có nhiều khi mình sanh một cái trong một cái gia đình cha mẹ mình xấu, nhưng mà sanh ra mình đẹp, khoa học gọi là đột biến gen. Nhưng mà đối với đạo Phật á, nếu mà mình sanh ra một gia đình xấu xí mà mình đẹp á, đó là do cái tâm thiện của mình và cái sắc nghiệp thiện ở trong thai bào, và mẹ của mình mang thai mình đó tâm vui vẻ hoặc là không có hiềm hận. Điều này nó cũng có một phần của gì, chúng tôi có về chùa Từ Thiện, chúng tôi có thuyết pháp á, chúng tôi có nói một chuyện mà chúng tôi cũng nhớ cái cô đó cổ nói. Có nghĩa là cổ lúc mà cổ mang thai, cổ ghét cái cô kia, mà sau này cổ sanh ra đứa con gái nó giống y như cái cô kia vậy, cũng đen đen, cũng người cũng giống như vậy. Sau này á, thì cổ nói hai vợ chồng con á, thì ông bà nội ngoại ai cũng trắng hết, mà sanh con ra con nhỏ này nó đen. Mà con nhớ sư nói á, thì hồi xưa con ghét con nhỏ đó lắm, mà sau này con sanh ra con bé này thì nó giống con nhỏ đó lắm. Thì quý vị mới thấy rằng trong đời đó có nhiều khi chúng ta
cái câu chuyện. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng á, do cái tâm bất thiện, có nhiều khi á, mình sanh ra những chúng sanh tương ứng với cái nghiệp bất thiện của mình, sanh ra nó xấu xí, nó không có đáng nhìn, nó có một cái thân hình xấu xí, nó có một cái tướng đi xấu xí, nó có một cái bàn tay bàn chân xấu xí. Điều đó đó đối với Phật giáo đó cũng là cái nghiệp, và sắc nghiệp tạo ra cái người đó có một cái sắc như vậy. Nên những cái người Bà La Môn họ biết coi tướng, họ nhìn vào cái tướng của người đại nhân, cái tướng của người mà gọi là sống lâu, cái tướng của người đại phú đại quý, cái tướng của người thông minh đó, họ nhìn vô họ biết cái người đó. Như vậy thì thường thường quý vị biết rằng đạo Phật nói như vậy để chúng ta hiểu rằng chúng ta tục sinh một phần cái thân của chúng ta đó do cái sắc nghiệp tục sinh, do cái tâm tục sinh của chúng ta nó tạo một phần. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái tâm tu tập đó, chúng ta có cái thiện nghiệp công đức ấy, thì điều đó nó cũng ngược trở lại. Bởi thường thường ở đời người ta nói câu là tiên tích đức hậu tầm long, có nghĩa là trước đó phải coi cái đạo đức của mình rồi sau mới coi cái long mạch. Và chúng ta cũng có nhiều khi chúng ta nghe những cái câu chuyện, những cái mẫu chuyện mà chúng ta được đọc được nghe, ví dụ chúng ta coi như Ma Y Thần Tướng, coi tướng ông Khu Trường Xưng tướng chết đói, nhưng mà sau khi ở Bàn Khê ông Khu Trường Xưng ổng để người ta lên bè, người nữ người nam thì ổng, người nữ thì ổng để lên bè, con nít để lên bè ổng kéo qua bên kia sông, còn người nam thì ổng cũng để lên bè ổng kéo qua bên kia sông. Ổng 9 năm ở Bàn Khê ổng đổi cái tướng, cái người trước chến cái tướng Đàn Tà Xà Khẩu thành cái tướng Lưỡng Long Tranh Châu, là cái nhân trung nó có cái một ruồi son, và cái tướng đó là cái tướng đế tiên tử hay là đế vương. Mà sau này Ma Y Thần Tướng nhìn lại cái tướng của ông Khu Trường Xưng đó, thì cái tướng chết yểu hay là cái tướng chết đói không còn nữa, mà trở thành cái tướng của bậc tiên tử như vậy. Thì nói chung đó, chúng ta hiểu rằng Phật giáo Đức Phật này cũng vẫn nói, và khoa học hiện giờ nó cũng có trình bày như thế này quý vị. Chúng ta có nhiều cái loại vi khuẩn ở trong người chúng ta. Chúng ta có những cái loại HB hay C hay D trong người chúng ta. Nhưng mà lúc nào mà chúng ta làm thiện nghiệp đó, thì cái vi khuẩn đó nó sống hòa bình với chúng ta. Nhưng mà lúc nào chúng ta làm ác đấy, thì những con vi khuẩn đó đó do cái nghiệp, cái bất thiện tâm của chúng ta đó, thì những cái loại vi khuẩn đó nó sẽ tấn công chúng ta, nó sẽ gây ra những cái chứng bệnh. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái vi khuẩn HB đó nó vẫn có trong bao tử chúng ta. Nhưng mà nếu một người mà có một cái đời sống người ta gọi là đạo đức á, hay là một lối sống lành mạnh á, thì người đó đến già đến chết cũng không có bị ung thư bao tử. Nhưng mà những người mà họ sân hận nhiều đó, họ ác tâm nhiều đó, thì những người đó lại bị những cái vi khuẩn HB tấn công làm cho họ bị bệnh ung thư bao tử. Nói như vậy thì quý vị thấy có một điều, Phật giáo nói rằng chúng ta sống ở trong đời đó, chúng ta tạo những cái thiện nghiệp đó, thì cái tâm thiện nó tạo ra sắc nghiệp thiện. Nếu một người mà làm cái thiện nghiệp ngay hiện tại này á, mình cũng ngủ được an vui, mình thức cũng được an vui, mình đến đâu hội chúng cũng hoan hỷ, mình chưa nói đến cái sự tái sanh kiếp sau, nhưng mà ngay hiện tại kiếp này đó cũng được những cái hạnh phúc này rồi. Cũng như tướng quân Si Há nói với Đức Phật chứ, mà sau khi thân quả mình chung được sanh lên cõi trời thì ông chưa biết, nhưng mà ông biết rằng khi mình làm lành á, mình được người ta tán thán, được người ta thương mến, điều này ông biết, tại vì ông chuyên làm những việc lành nên ông đến hội chúng nào người ta cũng vui mừng, người ta cũng chào đón ông, và ông cũng thấy mình làm việc thiện đó, tâm mình làm được việc thiện đó, mình thấy mình vui, mình không có làm tổn hại ai đó, nên cái mình thấy mình vui và ai cũng chào đón mình, bậc thiện bậc chân nhân thường đến nhà mình. Thì điều này cho chúng ta hiểu rằng đối với Đức Phật đó, ngài nói đến cái người mà có trí tuệ kém đó, là người đó có mắt mà không có nhìn ở trong đời, có mắt mà không có cái tuệ nhãn đó. Nếu mình có mắt mà có tuệ nhãn đó thì mình nhìn vào người ít bệnh, người nhiều bệnh, người xấu sắc, người đẹp sắc, người quyền nhỏ, quyền thế nhỏ, quyền thế lớn đó, người có tài sản nhỏ, tài sản lớn, mình đem những cái câu hỏi mình đi hỏi những cái vị tỳ khưu, những cái vị thuyết giảng đó, thì sẽ giảng cho mình nghe. Và thường một con người mà có cái tâm suy nghĩ tại sao có người giàu người nghèo đó, thì trong tâm của họ là có trí rồi quý vị,
Nên những người này chắc chắn là những người sanh ra làm người thông minh. À, còn những cái người mà họ nhìn đời mà không biết tại sao người này giàu, người kia nghèo, người này đẹp, người kia xấu, người này ngu, người kia trí đó, thì người này hoàn toàn là người ngu. Tại vì họ không có vận động trí, quý vị. Quý vị cứ để ý đi, một cái đứa học sinh đó, mà nó hay hỏi bài toán này bài toán kia thì nó rất là giỏi toán. Một đứa học sinh mà nó hay hỏi văn câu văn này câu văn kia đó thì đứa đó rất là giỏi văn. Một đứa mà nó ngu si nó không biết hỏi cái gì, cái gì trong tâm của nó không biết cái gì để hỏi, nên nó sanh làm người ngu dốt tất nhiên rồi. Chúng ta thấy đứa con nó thường thường, người ta thường nói bây giờ có những đứa con mà nó quậy phá, nhưng mà nó không phải là nó quậy phá mà nó hay hỏi cái này hỏi cái kia, nó làm cái này nó làm cái kia, nhưng mà bản chất của nó là trong tâm của nó là muốn học hỏi. À, nên những cái đứa bé đó rất là thông minh. Còn những đứa bé mà nó ù lì đó, nó không có vận động đó, thì rõ ràng chúng ta hiểu rằng ở đời đó chính đó, cái tâm của con người đó nó tạo ra người đó thông minh. À, cái tâm của người đó thích cái gì đó, à, chúng ta thấy rằng cái khuynh hướng của chúng sanh là cái tâm thích cái gì. Nếu mà tâm thích học hỏi đó thì họ thường học hỏi cái này cái kia. Nếu mà họ có tâm có phân biệt nghiệp đó, bởi vì thường thường chúng ta gọi là một người mà họ thường có cái tuệ mà có trong cái lòng tin đó, cái trí tuệ mà có lòng tin đó, thì họ thấy sao người này giàu người kia nghèo, người này đẹp người kia xấu, người này tài sản ít người kia tài sản nhỏ, người này hạ liệt người kia cao sang. Họ có cái sự suy nghĩ như vậy đó, chính là họ có cái trí phân biệt nhân quả ở trong đời sống của họ đó. Tự nhiên họ có cái trí phân biệt nhân quả, tại vì họ thấy người giàu người nghèo, tất nhiên là người giàu phải có cái gì để họ giàu, cái người nghèo họ có cái gì để nghèo, và họ thường đem những cái câu này đi hỏi những bậc hiền trí đó. Đó là những cái điều kiện mà để cho họ có cái hiểu biết và họ bớt đi cái hoài nghi. Bởi thường thường học trong Phật pháp quý vị biết rằng cái tâm si hoài nghi đó là người thiếu học hỏi cũng là một người nhiều hoài nghi, còn một người học hỏi nhiều cũng là người bớt hoài nghi. À, nên thường thường học hỏi nhiều nó bớt hoài nghi tam bảo, hoài nghi nhân quả. Và Đức Phật ngài nói rằng chủ nhân của nghiệp đó, nghiệp là thai tạng, nghiệp là thừa tự đó, nghiệp là điểm tựa của chúng sanh, phân chia hữu tình có liệt có ưu đó. Thì Đức Phật nói như vậy đó để chúng ta thấy rằng nhé, một cái tâm thiện nó có một cái tâm quả của tâm thiện, nhưng mà tâm bất thiện nó có cái tâm quả tục sinh là tâm thẩm tấn. À, và tham tám tâm, sân hai tâm và si hai tâm, đó là 12 tâm bất thiện. Mà nếu một người sống với 12 tâm bất thiện này đó là họ có si hoài nghi hay là si phóng dật, có nghĩa là họ cái tâm họ không có định tĩnh. Một người có định tĩnh đó, thì chúng ta mới thấy rằng họ nhìn đời đó họ thấy người giàu người nghèo, người đẹp người xấu, hoặc là người này sao mà dễ thương dễ mến, một người này sao mà lanh lợi thông minh, một người này sao mà làm cái gì cũng đúng. À, thì họ sẽ có cái sự hỏi và họ sẽ nghe các vị trưởng lão nói rằng người này khéo tác ý. À, nên cái đứa bé mà nó khéo tác ý bữa nay nó phải học cái gì và nó học như thế nào để làm cho cha mẹ cho thầy tổ của nó không có buồn phiền. À, nên nó có tác ý như vậy nên nó sống là sống ưu. Còn một đứa mà nó không biết phải làm cái gì, không biết một ngày nó sống để làm cái gì cho cha mẹ nó đừng buồn, cho thầy tổ nó đừng buồn, hay là cho xã hội thầy cô giáo ở trường đừng có buồn đó, thì nó thiệt liệt. Liệt là nó ngu si, liệt ở đây có nghĩa là nó ngu si, nó không có phải ưu. Ưu là cái gì mà tốt đẹp, liệt là cái gì nó thấp thỏi, liệt là cái gì nó không có hướng thượng được, mình gọi là hạ liệt. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng đối với Đức Phật thì chính cái tâm của con người, cái tâm con người đó, nên thường thường quý vị biết rằng đối với đạo Phật một người chứng đắc đạo quả nó cũng do cái thường nghiệp của họ đó, họ thường làm việc lành, hay là do cái trùng dụng duyên đó, họ thường làm những cái việc thiện và tâm của họ thường suy nghĩ việc thiện, đó là điều kiện để họ chứng đắc được đạo quả. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng ở trong cái bài kinh nghiệp phân biệt này, Đức Phật ngày dạy một cái người đàn bà hay người đàn ông đó, mà bố thí đèn đó, cho mắt sáng, phấn xá hương liệu đó, thì cho những cái vật thơm vật hoa đó, cho những vật đó thì được vật đó. Nên thường thường quý vị thấy ở đời có những nhiều cái chúng sanh sanh ra đời
mà họ có cái thân hình thơm tho. Và rồi chúng ta cũng thấy có nhiều người họ sinh ra đời cái thân hình nó hôi thối, hoặc là những người đó quý vị thấy họ có cái nghiệp mà gọi là họ nằm chỗ dơ bẩn mà họ vẫn nằm được đó, đó là cái nghiệp nhiều kiếp họ sanh làm súc sanh. Còn một cái người mà họ nằm cái chỗ mà hôi thối họ không nằm được đó, không phải là họ kiêu ngạo đâu quý vị, nhưng mà cái nghiệp thiện của họ nhiều đời nhiều kiếp họ cúng dường những cái vật thơm, vật hoa, y phục vật liệu rồi đó, nên họ nằm cái chỗ đó đó, họ không có nằm được, họ phải nằm nệm ấm chăn êm chỗ thơm tho. Cũng giống như quý vị thấy vua Quý Đu Đá Phá mà dắt đoàn binh đó. Những cái người mà có ác nghiệp họ nằm dưới bờ sông, lũ lụt trôi họ chết đi, nhưng mà những người có thiện nghiệp họ nằm dưới bờ sông đó, tự nhiên có kiến cắn họ, họ lên trên trên đồi họ nằm, mưa họ tống những người có cái nghiệp ác đi ra ngoài bị làm mồi cho cá tua rùa rùa rặn. Nhưng mà những người họ không có nghiệp đó, họ nằm dưới bờ sông đó, họ tự nhiên giống như ngứa ngáy, kiến cắn họ hay là rệp cắn họ, họ thấy khó chịu, họ lên trên đồi họ nằm đó, thì họ lại không có bị trôi ra sông. Như vậy thì chúng ta nhìn vào chúng sanh đó, những cái việc đó đó nó cũng là cái nghiệp của chúng sanh. Nếu mà mình là người người suy nghĩ đó, mình không có cái nghiệp phải chết từ cái thuở nhỏ đó, thì lúc nhỏ đó mình có gặp một vài cái chuyện thì nó cũng không cướp lấy sinh mạng của mình. Nhưng mà nếu mà mình có những cái nghiệp đoạn thọ rồi đó, dù mình có cách nào đi thì mình cũng bị chết yểu hoặc là bị những cái tai nạn đoạt đi sinh sinh mạng của mình. Như vậy thì trong cái bài kinh nghiệp phân biệt, tiểu nghiệp phân biệt này cho chúng ta thấy rằng một người mà có cái tâm thiện thì cho ra cái quả lành, cho ra cái sự tái sanh như ý, như là những vị chư thiên sanh về các cái cõi trời, những vị thiên nữ sanh về các cõi trời do cái thiện nghiệp ít nhiều mà những vị đó nói với ngài Mục Kiền Liên. Thì chúng ta thấy ở trong cái bài kinh này đó, nếu mà chúng ta áp dụng vô đây đó, thì chúng ta thấy dù mình tôn kính, tôn sùng hay đảnh lễ, hay là kéo ghế mời ngồi, hay là dâng nước, hay là dâng vật thực, hay là dâng y phục, hay là ngồi nghe pháp, mình biết hỏi những cái điều tốt điều xấu đó là những cái điều mà cho mình có cái trí tuệ minh mẫn, cho mình có cái mắt nhìn ở đời, nhưng mà mình hiểu qua nhân quả. Nên thường thường quý vị biết rằng một người mà có muốn có thiên nhãn thông á, hay là sanh tử trí đó, thì ít nhất người đó phải có mắt nhìn đời. Tại sao người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, người sống lâu, người chết yểu, giống như ngày một ngày Anuruddha nhìn cây bồ đề tối mà đem cúng dường ngọn đèn phát nguyện thành thiên nhãn thông. Chính vì cúng dường những cái cây đèn chỗ Đức Phật ngồi thiền mà sau này ngã nó Thá có thiên nhãn thông, thiên nhãn thuần tịnh. Như vậy chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh này đó, một người nhìn thấy ở đời có người giàu, người nghèo, người sống lâu chết yểu, người đẹp, người xấu, người sắc tốt, sắc xấu đó, và chúng ta biết đi hỏi, và chúng ta cũng lấy cái đó làm cái công án trong tâm tư của mình. Đó là nghiệp phân biệt chúng sanh có ưu có thắng do cái thân hành, do cái khẩu hành, do cái tâm hành mà chúng sanh có liệt có thắng như vậy. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay thì con xin trình bày với như là trình bày, con nghĩ rằng cần có sự đóng góp của quý quý ngài, nên con xin chấm dứt cái buổi giảng bài kinh tiểu nghiệp phân biệt với bấy nhiêu lời trình bày. Phước nào phát sanh được kính dâng lên quý ngài, chia đến quý vị xin hồi hướng đến chư thiên, xin hồi hướng đến những bậc hữu ân, những người thân thương. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa giác đẳng điều hộp cái phần thảo luận với chư tăng. Sa thú cái thiên thượng tọa pháp đăng. Thưa Phật tử, hôm nay chúng ta có phần thảo luận mà chúng ta chỉ có 10 câu trắc nghiệm, và để kính cung thỉnh chư tăng khoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm này. Nếu chúng ta nhớ rõ những gì Đức Phật dạy ở tại đây thì chúng ta cũng mong rằng mình nhớ đời này và làm cái thương nghiệp, làm một thói quen trong đời sau, sanh ra mình có ý thức như vậy thì rất là đỡ. Bây giờ thì chúng ta đi vào câu trắc nghiệm đầu tiên.
và nếu được kính cùng thỉnh thì gọi tuổi siêu khoan hỷ cho đáp án cùng trắc nghiệm điểm này và mời quý Phật tử trả lời. Không biết là thì gọi tuổi siêu có mặt ở trước máy và nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi thì gọi tuổi siêu thì gọi có nghe được không? Thì gọi Pháp Tân ơi, thì gọi Tân có nghe được không? Nếu thì gọi Tân nghe được xin thì gọi Pháp Tân khoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm đầu tiên. Và dường như từ đó Tân cũng không có ở trước máy. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông quan hỷ cho. Ôi dạ, thấy thường đoạn từ siêu rồi. Dạ, kính thỉnh thường đó cho đáp án câu trắc nghiệm đầu tiên. Mời quý Phật tử quan hỷ trả lời là cái nghiệp nào khiến chúng sanh, khiến con người sanh ra được ngoại hình đẹp đẽ. Mình thấy trong xã hội lượng người có những người rất đẹp, có những người thô xấu. Thì cái ngoại hình mà đẹp đẽ thô xấu thì cũng do cái nghiệp. Bây giờ mình làm cái nghiệp gì mà ngoại hình đẹp đẽ? A là do cái nghiệp bố thí, B là có tâm cầu học, C là sống hòa ái ít phẫn nộ, D là không sát sanh. Mời quý Phật tử trả lời và kính trình thượng tọa tuệ sư Quang Hỷ cho đáp án. Hôm nay ra đáp án các cái câu thảo luận ở trong room chúng tôi tính nhường cho các vị giảng sư, nhưng mà đến khi hỏi thì các vị không có mặt ở trong room. Cho nên chúng tôi mới đưa tài trễ một chút. Đọc qua cái bài kinh này chúng ta chịu khó, chúng ta nhớ thì chúng ta sẽ thấy. Là nếu vô thí Đức Phật này dạy là nó đưa đến sanh ra, đưa đến cái quả sanh ra là người giàu có, mà có tâm cầu học thì đưa đến trí tuệ, còn pháp sanh thì đưa đến trường thọ. Do đó cho nên nghiệp và khí cho con người sanh ra ngoại hình đẹp đẽ thì là sống hòa ái ít phẫn nộ, tức là câu C. Thì ở đây các Phật tử chúng ta đều ra câu C cả. Chúc mừng quý vị. Xin kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Chắc có lẽ thượng tọa chị Đắng đang gặp trục trặc về kỹ thuật cho nên không có ở trước máy. Thì cũng xin nói thêm với quý vị một phần là những cái câu trắc nghiệm hôm nay đó là chúng ta dựa vào cái trả lời cho đúng với ý nghĩa của bài học bài kinh. Chứ còn nếu mà chúng ta nói bởi vì mới gọi là nghiệp quả bất khả tư nghị, nếu mà chúng ta nói về cái nghiệp mà đưa đến cái sắc đẹp đó, thì ở đây Đức Phật ngài cũng có dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh này các tỳ kheo, người thí thực là đem lại bốn pháp tăng trưởng cho cái người thọ thí. Thí dụ như chúng ta cúng dường cho vị tỳ kheo là có tác ý đem lại cho vị tỳ kheo sự thọ mạng sống lâu, đem lại vì nhờ có ăn quật thực đó mà vị tỳ kheo đó được hảo tướng, tức là dung sắc, dung quanh nô, xuất khăn, là người thí thực đem lại cho người thọ thí một cái sự an lạc, cái sự yên vui, và ba lăng tức là đem lại cho cái sức sức lực, sức khỏe. Thì này các tỳ kheo, người thí thực sẽ đem lại cho người thọ thí bốn cái điều tốt đẹp đó, nên người thí thực cũng sẽ nhận được cái quả dị thục bốn điều tốt đẹp đó, tức là ayu quanh đô sức khăn bà lăng, tức là sống lâu, sắc đẹp, vui, sức mạnh. Thì đó là một trong những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là dựa theo bài kinh này thì Đức Phật đã nói rằng cái người mà sống hòa ái, ít có phẫn nộ thì sau này chết sanh lên cõi trời, nếu trở lại là người thì người có sẽ có cái gì sắc đẹp vân vân. Thì đó là chúng tôi nói thêm. Bây giờ thì không biết thượng tọa Giác Đẳng có mặt ở trước máy không, mà chỉ thấy có câu trắc nghiệm số 2, cho nên xin cùng tỉnh thượng tọa trở lại để điều hợp. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trân thượng tọa tuệ sư. Câu trắc nghiệm số 2 kính cung thỉnh thượng tọa pháp tân, hình như không, thượng tọa tân không có mặt ở trong lớp phải không quý vị hả? Kính thỉnh thượng tọa pháp đăng khoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Dạ, không biết là dạ. Dạ, dạ quý vị có thấy thiền tổ pháp đăng không? Thiền tổ pháp đăng, thiền tổ có nghe được không?
truyền của chúng tôi hôm nay có vấn đề thưa quý vị. Chắc hình như thượng tọa Pháp Đăng ông đã thấy thượng tọa Từ Sư đưa tay rồi, thì xin thỉnh thượng tọa Từ Sư Quan Hỷ cho đáp án luôn. Chúng sanh trong đời quá khứ với tâm cung kính chính đối với các bậc đáng cung kính như là những bậc giới đức hay là cha mẹ hay các bậc niên trưởng, thì nếu tạo quả thì được quả gì? A là sức khỏe khang kiện, B là trí tuệ thông minh, C là giàu có, D là trường thọ. Mời quý Phật tử trả lời. Và chúng tôi xin lỗi quý vị bỏ câu đi giùm đi. Câu đó chúng tôi biết sai rồi. Dạ. Không biết tại sao. Dạ quý vị quan hệ trả lời giùm câu số 3 nha. Dạ. Trả lời giùm câu số 3 rồi chúng tôi sẽ sửa câu số 2 lại. Câu trắc nghiệm số 3 là nghiệp gây tổn thương cho chúng sanh khác như đánh đập não hại tạo nên quả gì? A là ương yếu. Ương yếu tức là nay bệnh mai đau. B là thấp hèn. C là đần độn. D là cô thế. Đần độn tức là không có thông minh, cô thế tức là cái người không được quyền quý, không được quyền quý, thường bị hiếp đáp vân vân. Mời quý vị tử thời là trả lời và kính thỉnh thượng tọa Từ Sư Quan Hỷ cho đáp án. Kính thưa quý vị, chúng ta đọc kỹ cái bài kinh này thì chúng ta sẽ rất dễ nhận ra cái câu đáp án cho câu trắc nghiệm số 3 này. Sau khi chúng ta rà soát lại thì chúng ta sẽ hiểu rằng người mà người nam, đàn ông hay đàn bà mà hay đánh đập đả thương chúng sinh khác bằng cái gậy, bằng gậy gộc, bằng đất đá vân vân, thì người này sau khi mà chung sẽ sanh xuống địa ngục do cái hạnh nghiệp như vậy. Nếu trở lại là người thì sẽ là người đa bệnh. Đa bệnh tức là bệnh nhiều, mà người bệnh nhiều tức là cái người ương yếu, tức là không có khỏe trong người, lúc nào cũng nắng không ưa, mưa không chịu, rét gió kỳ bộ xương vậy đó. Cho nên cái đáp án của chúng ta trong cái câu 3 này là câu A, tức là ứng yếu. Và bây giờ xin cung kính thượng tọa cho đáp trở lại. Cô Nhật Quỳnh Quan Hỷ, cái câu 2 đó, câu 2 đã, câu 2 thượng tọa giáo đẳng cho biết là câu 2 đã hư rồi, bởi vì không có câu đáp án. Cho nên bỏ câu đó, chúng tôi đang sư đang đáp án câu 3. Nhờ đáp án câu 3. Và bây giờ xin cung kính thượng tọa giáo đẳng trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thủ cái chân thượng tọa Từ Sư, không biết Phật tử quan hệ trở lại với câu hỏi trắc nghiệm số 2 dịp chưa. Chúng sanh trong đời quá khứ sống với tâm cung kính đối với những bậc đáng cung kính, và đáng cung kính như là những bậc giới đức hay là cha mẹ, những bậc hữu ân, còn giả là những vị niên trưởng vân vân, thì đời này sanh ra được quả gì? A là sức khỏe khang kiện, B là trí tuệ thông minh, C là giàu có, D là sang cả. Mời quý vị được trả lời và kính thỉnh thượng tọa Từ Sư hoan hỷ cho đáp án.
Các Phật tử chúng ta tiếp tục trả lời. Chúng ta đang trở lại cái câu trắc nghiệm số 2 để xem cô quý vị trả lời cái câu 2 như thế nào. Chúng sinh trong đời quá khứ sống với tâm biết cung kính đối với bậc đáng cung kính, thì nếu tạo quả thì được quả gì? Ai là sức khỏe khang kiện để trí tuệ thông minh? Năm là giàu có, bốn là sang cả. Thì ở đây Đạo Hữu Châu Phan 54 trả lời vừa có D vừa có C. Câu trắc nghiệm chúng ta chỉ trả lời một trong bốn thôi chứ không được hai. Đạo Hữu chọn lại anh 2604 là trả lời là B, Hoa Nguyệt là D, Giang Nhất Hải là D, Pháp Tử là D. Diệu giác là B, Trần 79 là D. Tường Vi Ba là B. Đạo Hữu Châu Phan sửa lại là D. Christina là D. Thanh Thủy Trần là D. Được rồi thưa quý vị. Ở đây cái nghiệp hành mà chúng sanh sống không có cái sự kiêu mạn, biết cung kính đối với những bậc trưởng thượng như là ông bà cha mẹ hoặc là huynh trưởng, thì nếu tạo quả đó thì cái nghiệp này nó sẽ đưa đến sự sanh cả, tức là đưa đến ở sanh ra trong gia đình có cái giai cấp cao, tức là sang cả thượng lưu á. Cho nên đáp án của câu 3, câu 2 này á, xin lỗi quý vị, cái câu này là câu 2 trở lại, là đáp án là câu D. Chúng ta đáp án đây là câu D. Tức là sang cả, quả sang cả. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sao thì cái trường Thượng Tọa Tổ Sư quý Phật tử trả lời nhanh hơn tự siêu trả lời nhanh hơn không kịp. Bây giờ chúng ta qua câu
trắc nghiệm số 5. Bước chi này chúng ta làm nó hơi khó hơn chút, là chúng ta gom bài kinh lại và chúng ta coi thử xem mình trả lời bằng cặp nha. Đức Phật ngài trả lời thật ra ngài dạy cũng từng cặp nói đối với nhau, thí dụ như là người từ bỏ sát sanh rồi người sát sanh chẳng hạn, chúng ta tính là một cặp đi. Bây giờ ở trong đó Đức Phật ngài có dạy một cặp là một người sống với tâm tùy hỷ và tâm tùy hỷ, rồi có ngược lại là người sống với tâm ganh tị. Thì cái tùy hỷ ganh tị nó là một cặp đi, nên ra đời nó tạo người quả nhật sau đây, thì cái quả nó cũng là một cặp. A là trường thọ hay là yếu mạng, B là khang kiện hay là ương yếu. Khang kiện tức là khỏe mạnh, ương yếu là người hay bệnh hoạn đó. C là đẹp đẽ hay là thô xấu, D là quyền thế hay là cô thế, D là giàu có hay nghèo khổ, E là sang cả hay là hèn kém, F là thông minh hay là đần độn. Mời quý vị tự trả lời và kính thỉnh thượng tọa tự siêu khoan hỷ cho nam bác. Kính bạch trần, kính thưa quý vị. Ở trong cái bài kinh tiểu kinh nghiệp phân biệt, Đức Phật ngài có dạy đến 7 cặp. Tức là 7 cặp nghiệp thì nó sẽ đưa đến cái quả báo tương phản. Thì ở đây để chúng ta kiểm tra xem coi cái lần này thì cả lớp chúng ta đều chọn câu E, sang cả về hàng kém. Thật ra thưa quý vị, sang cả về hàng kém á, thì đó là quả của cái sự cung kính và ngạo mạn. Người cung kính thì đời sau sanh ra ở trong gia đình cao sang, còn người mà có cái tâm ngạo mạn không có biết kính trọng các bậc trưởng thượng thì sanh ra hạng kém. Nhưng ở đây trong câu trắc nghiệm số 5 này thì đưa ra hai cái túc nghiệp là tùy hỷ với vui thích theo người khác, và thứ hai nữa là tạo cái nghiệp là ganh tị, ghen ghét người khác. Thì cái nghiệp tùy hỷ và ganh tị này nó sẽ đưa đến cái hậu quả là khi mình sống mình biết tùy hỷ công đức của người khác, thấy người khác giàu hay người khác có trí tuệ hơn mình, nhưng mà mình vẫn có cái sự vui, có sự tán thán khen ngợi, thì như vậy cái quả đó đưa đến sự quyền thế lớn trong tương lai. Còn người có cái tâm ganh tị đó thì sẽ tạo ra cái quả là đời sau sinh ra là không có quyền thế mà bị cô thế. Cho nên đáp án ở trong câu trắc nghiệm số 5 này là câu D chứ không phải là câu E. Câu D chứ không phải câu E. Nhưng mà D ở đây đó tức là câu D của quyền thế và cô thế, chứ không phải là câu D của giàu có và nghèo khổ. Hình như là thượng tọa Giác Đẳng ghi hai
hai câu D là A trường thọ yếu thọ yếu mạng, B là khang kiện ương yếu, C là đẹp đẽ thu xấu, D là quyền thế vô thế, rồi D nữa giàu có và nghèo khổ, rồi E mới là sang cả hạng kém, F là thông minh đần độn. Thì cái chỗ này đúng ra giàu khó và nghèo khổ là câu E, F là sang cả hạng kém, G là thông minh và đần độn. Chắc có lẽ là thượng tọa vì dịch quá cho nên giờ bây giờ thì câu D nhưng mà chúng tôi nói cái mà đề trong tức là quyền thế và cô thế. Giờ xin không thỉnh thượng tọa Gia Đẳng trở lại. Hình như ở trong room vừa có thượng tọa Tuệ Quyền. Thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước ngoái không ạ? Hồi nãy giờ chúng tôi cho tới năm đáp án của năm câu trắc nghiệm. Bây giờ thượng tọa Tuệ Quyền giúp dùm cho ra đáp án của câu 6, câu 7, câu 8. Nhà cảm ơn thượng tọa. Xin tỉnh thượng tọa trước đẳng trở lại. Thượng tọa từ xưa hôm nay tôi nói chẳng đâu. Thay vì cho đáp án câu 6 thì tôi cho được câu 7, câu 8. Không biết thượng tọa Tư Quyền có nghe được không hay là thượng tọa Tư Quyền không nghe được. Xin hỏi thượng tọa Tư Quyền có nghe được không? Hình như thượng tọa Tư Quyền không nghe được. Chắc thượng tọa Tư Siêu cho được câu 6, câu 7, câu 8, câu 9, câu 10 được. Chắc thượng ôi dạ thượng tọa Tư Quyền nghe được rồi. Chúng ta có câu trắc nghiệm số 6. Thưa quý vị, mấy câu trắc nghiệm này nó hơi dài dòng một chút, nhưng mà chúng tôi mong rằng chúng ta nói cái gì đi nữa thì chúng ta nhớ căn bản. Dạ, mình học cái gì đi nữa cũng nhớ lời Phật dạy căn bản, và những điều này nó rất căn bản trong đời sống. Nếu chúng ta nhớ thì nó đỡ khổ lắm. Thưa quý vị, có đôi khi mình học mình thấy rằng cái đó không có khó hiểu thì mình học qua loa thì, nhưng mà chúng ta chịu khó nhớ, nhớ kỹ rất là tốt. Dạ, ví dụ mình sống ở đời biết là cô thế, người có quyền thế, người sang, người hèn, người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, vân vân, là do cái nghiệp gì. Nhớ rất có lợi, nhớ có lợi. Chúng ta nhớ một điều như vậy là ở trong cuộc đời này ai sống mà tin vào nghiệp, ai sống mà tin vào nhân quả đó, thì thật ra người đó có phước lắm, hữu duyên lắm. Chúng ta là con Phật mà chúng ta không nhớ những điều này thì thật sự đáng tội nghiệp cho chúng ta lắm. Thì chúng ta cố gắng. Bây giờ thì chúng ta qua trắc nghiệm số 6 và thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền khoa kỹ cho đáp án. Mời quý Phật tử trả lời là cặp túc nghiệp nào tạo nên quả sanh làm người đẹp đẽ hay thô xấu. Ở đây là một cặp thứ gì, cặp túc nghiệp. A là sát sanh, từ bỏ sát sanh. B là gây tổn thương hay là từ bỏ não hại. C là hòa ái, phẫn nộ. D là tùy hỷ hay là ganh tị. E là bố thí hay là bỏng sẻn. F là cung kính hay cao ngạo. G là cầu học hay là không chịu học hỏi. Mời quý vị tiếng trả lời và kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền khoa kỹ cho đáp án. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham, Nam mô Sa Giá. Thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Và cảm ơn cô Nguyệt Quỳnh cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Đức Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Từ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật tử. Câu hỏi trắc nghiệp rằng cặp túc nghiệp nào tạo nên quả sanh làm người đẹp đẽ hay thô xấu? A. Sát sanh, từ bỏ sát sanh. Nếu sát sanh, từ bỏ sát sanh thì cái đó chỉ là gây đến, đưa đến cái sự trường thọ. Chỉ người không sát sanh thì người đó sẽ được trường thọ. Nó không có hợp với cái đáp A, cái câu thiệu ra. B, gây tổn thương hay từ bỏ não hại. Nếu chúng ta gây tổn thương, coi như là đánh đập người
vân vân, hay chúng ta gây cái sự khổ đau cho người thì đời sau chúng ta dễ cái bệnh hoạn hay bị cái tai nạn vân vân. Cho nên câu B này nó cũng khác với cái câu câu thiệu đi cho ra. Câu C, hòa ái phẫn nộ. Nếu như một chúng sinh nào mà tâm ít sân, sống hiền từ hài hòa, thì quả thật đó là cái nhân nó đưa đến cái đẹp đẽ, đưa đến cái người ta dễ mến, người ta mình người ta dễ thích, dễ mến, và cái sự đẹp đẽ của mình. Câu C này tạm thời chấp nhận. Câu D, tùy hỷ hay ganh tị. Tùy hỷ ganh tị thì đây cũng là một cuộc sân phần. Như được cái sân phần này là cái tùy hỷ, tức là chúng ta theo người hay là một sự ganh ghét, thì cái đó là chính một cái tật tánh xấu. Thì câu này thì chúng ta thấy tùy hỷ hay ganh tị, thì chúng ta cứ để đó câu D này, chúng ta suy xét tiếp. E là bổ thí hay bổn sẻn. Thì bổ thí bổn sẻn thì dứt bỏ cái lòng bỏ, có như chúng ta buông bỏ hay chúng ta dứt bỏ cái lòng keo kiệt bổn sẻn để bổ thí cúng dường, hay là chúng ta chia sẻ cho người. Thì nó cũng đúng với cái câu thiệu đầu. F, cung kính hay cao ngạo. Cung kính hay cao ngạo, cái cung kính thì được người cung kính cái địa vị cao sang quyền quý. Bởi vì chúng ta biết hạ mình, thì người biết hạ mình, người biết cung kính, người diệt đi cái lòng ngã mạn, thì chúng ta được cái quả của nó chính là chúng ta được cái quyền quý cao sang. R, cầu học hay không học hỏi. Thì câu này nó lại là rất là xa với cái câu thiệu đầu. Thì bây giờ chỉ có hai câu là câu C và câu D chúng ta suy xét: hòa ái và phẫn nộ, mà sanh làm người đẹp đẽ hay thô xấu, tùy hỷ hay ganh tị, là D, tùy hỷ ganh tị. Cái hòa ái hay phẫn nộ mới chỉ là một sự dịu dàng. Chúng ta nhớ, mới chỉ là một sự dịu dàng. Còn phẫn nộ là một sự khó chịu rồi. Bây giờ Châu Phan là C, Pháp Lữ là C, Thanh Thủy là C, Giang Nhật Hạ là C, Hoa Nguyệt là C, rồi Trần 97 là C, Diệu Giác là C, Từ Bi câu C. Chúng tôi cho đáp án là câu D. Và con kính cũng thỉnh thượng tọa quay trở lại, bởi vì giờ này bây giờ chính chúng con đáp án ngược lại chư Phật tử hết. Chúng con kính cũng thỉnh thượng tọa, nếu có điều bất tốt thì kính cũng thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy Giác. Sa thú cái trường thượng tọa tuệ quyền. Thưa quý vị, chúng tôi vừa vào thời đó chúng tôi không biết là thượng tọa tuệ quyền cho đáp án cô thì hiện với kinh dị. Thật ra thì cái danh sách thì nó hơi lộn xộn một chút, thành ra đôi khi chúng ta trả lời vậy, nhưng mà câu chính xác đó là câu C, đó là người mà sinh ra đời đẹp đẽ hay thô xấu là do đời trước chúng ta sống với cái tâm hòa ái hay là phẫn nộ hay không. Sống nhiều với tâm phẫn nộ thì chúng ta có tâm xấu, và tâm hòa ái thì chúng ta có cái
tương đối là có ngoại hình dễ dễ mến, đẹp đẽ. Bây giờ thì mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số số 7. Và sau câu số 7 thì chúng tôi có vài điều chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Không biết là Thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa cho đáp án câu trắc nghiệm số số 7. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin Sư Nguyên Thông hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 7. Người thường có tâm cầu học đạo lý, thiện ác nhân quả. Và có tâm cầu học tức là hay lui tới các vị sa môn, các bậc tu hành, các bậc thiện trí hỏi rằng cái gì là ác, thiện nghiệp cho quả gì, ác nghiệp cho quả gì. Hãy nói thẳng là như quý vị ở tại đây. Chúng ta có cái người nào thường có tâm cầu học đi tìm hiểu về thiện ác nhân quả như vậy đó, thì được quả nào sau đây? A là trường thọ hay là hoặc là yếu mạng, B là khang kiện hưởng yếu, C đẹp đẽ hay thô xấu, D là có quyền thế hay là cô thế, E là giàu có hay nghèo khổ, F là săn cải hèn kém, và G là thông minh bẩn thỉu. Mời quý Phật tử trả lời. Dạ, dạ, xin mời quý Phật tử quan hỷ cho đáp án và thỉnh Sư Nguyên Thông quan hỷ cho đáp án. Mời quý vị trả lời và thỉnh Sư Nguyên Thông quan hỷ cho đáp án. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính đại lễ Đức Phật, đại lễ giáo pháp, đại lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con xin có đáp án cho câu sổ thảo luận số 7 hỏi rằng: người thường có tâm cầu học đạo lý về thiện ác nhân quả, thì khi mà quả nghiệp kết thì được cái quả nào sau đây? Thứ nhất là trường thọ hay là yếu mạng, thì câu này là cũng có lý. Khang kiện hay ương yếu thì nó không có khả năng lắm. Đẹp đẽ hay thô xấu, đẹp đẽ hay thô xấu thì cái người mà ăn nói dễ thương, còn cái này thì không đúng. D, quyền thế hay cô thế thì cái này nó không có ăn nhập vào cái câu là thường có không học đạo lý thiện ác nhân quả. Còn E, giàu có hay nghèo khổ thì cái này nó không có nói gì, có bố thí không có bố thí, cho nên không nhầm đâu đó. Là câu F là sang kẻ hay hèn kém thì người này có cái tâm cầu học đạo lý thiện ác nhân quả. Thiện ác nhân quả thì sang kẻ hay hèn kém, không có đi vào đó. G là thông minh và mẫn tiệp. Thông minh và mẫn tiệp thì có dính dáng gì với cái điều là học đạo lý nhân quả thiện ác? Thì kính thưa sư phụ, thật sự ra mà nói thì A, B, C, D, F này nó đều cũng có đi vào đó, nhưng mà cái mạnh nhất thì nó là cái người đó có học nhân quả thiện ác. Thì cái nhân quả thiện ác này thì nó cho chúng ta thấy cái là trường thọ hay yểu mạng là câu an. Theo con là nghĩ như vậy. Kính thưa sư phụ, con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để cho đạo tràng và con biết cái câu trả lời chính xác của cái câu này. Dạ, con xin mời sư phụ trở lại mai. Xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Nếu quý vị nghe được, xin quý vị quan hệ cho biết. Dạ. Thưa quý vị, đáp án câu số 7 của chúng ta là chữ C, là thông minh bẩn thỉu. Ở trong đời này mà chúng ta có được cái trí tuệ thông minh bẩn thỉu là do cái phước đời quá khứ, là chúng ta có cái tâm cầu học. Ở trong bài kinh này có đoạn Đức Phật ngày dạy rằng những ai mà thường hay đến thăm viếng các vị sa môn và la môn,
các bậc thiện trí đó mà hỏi thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thì đời sau sanh ra có trí tuệ. Vì vậy trong cái truyền thống của Phật giáo thì chúng ta có cái truyền thống là vấn đạo hay là pháp đàm, học hỏi. Nếu chúng ta về các quốc gia Phật giáo, cái đặc biệt của Phật giáo Bắc truyền là cúng kiến. Nếu quý vị đến các quốc gia Phật giáo Đại thừa thì người Phật tử đi chùa hay là cúng kiến, thắp hương cúng dường, tham dự cái tế đàn này đàn chẳng đấy kia. Nhưng mà cái đặc biệt của Phật giáo Nam truyền là những cái pháp hội, là những cái đạo tràng mà để chư Phật tử và chư tăng vấn đáp qua lại, bàn luận về Phật pháp. Ở đây là một cái truyền thống rất là lâu đời. Tại các quốc gia Phật giáo thì thưa quý vị, người ta hay có cái pháp tọa là chỗ vị pháp sư thuyết pháp, và ở trong những cái pháp xá đó thì có chỗ chư tăng ngồi để mà trả lời cho quý Phật tử. Và nếu quý vị để ý thấy rằng ở tại các chùa Nam Tông thì có rất là nhiều pháp hội tổ chức ở trong những ngày lễ như thuyết pháp hay là hành độ đà v.v. Đó là cái ảnh hưởng cái truyền thống mà người ta tin rằng những người nào hay lui tới để mà hỏi thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là ý nghĩa bài kinh này, thế nghĩa nào là câu văn kia, thì cái sự tham vấn và cái thường xuyên tham vấn là tham vấn ở đây là tham vấn về nhân quả, về thiện ác và những cái đề tài thiết thực cho cuộc sống này. Thì đời sau sanh ra người đã được có cái phước là có nhiều trí tuệ. Bây giờ thì chúng tôi xin được dành vài phút còn lại để chia sẻ với quý vị một vài điểm về bài kinh ngày hôm nay. Thứ nhất là chúng ta thấy thanh niên Suphat đã hỏi Đức Phật về cái sự gọi là điều mà chúng ta gọi là bất bình đẳng ở giữa xã hội loài người. Thì cái quan điểm mà ngày hôm nay, mà quan điểm của người Tây Phương, nhất là chủ nghĩa cộng sản hay là kể cả những cái quốc gia Tây Phương phát triển đó, thì người ta hay quan niệm là cái xã hội bình đẳng hay không bình đẳng là do cái thể chế chính trị. Thì quả thực nó cũng có chứ không phải không có. Nhưng mà ngay cả ở những quốc gia mà cái hệ thống chính trị tương đối là dân chủ là tốt đi nữa thì cái sự bất bình đẳng nó luôn luôn có. Ở trong xã hội thì có người rất giàu, cũng có những người tương đối là nghèo. Không có quốc gia nào mỗi người hoàn toàn gọi là bằng nhau. Chúng ta gọi là bình sản. Chúng tôi nhớ là ngày xưa đó có một lần nghe một người họ thuyết trình là ở trên thế giới này có hai cái nền kinh tế bất cập, đó là chủ nghĩa tư sản và vô sản. Vô sản là cộng sản, tư sản. Nhưng mà họ hướng đến một cái chủ nghĩa gọi là bình sản, là mọi người bằng với nhau. Thì mới nghe thì một bên là tư sản, bên là vô sản, cái nào nó cũng thái quá bất cập. Bây giờ chủ nghĩa bình sản tức là mỗi người bằng nhau, nhưng mà kỳ thật thì cái đó nó không tới phiên mình. Nó là không tới phiên mình để tính cái đó, thì mỗi chúng sanh có nghiệp riêng mà. Mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, thành ra ở trong cái xã hội là người luôn luôn nó có chênh lệch. Xã hội nào cũng vậy, người thì giàu thì người nghèo, người sống lâu, người yếu thọ, người chết yếu, rồi người khỏe mạnh khang kiệt, người thì ương yếu bệnh tật, người thì đẹp đẽ kẻ thô xấu, người sang kẻ hèn, người nhiều quyền thế, có người cô thế. Xã hội nào cũng vậy, quốc gia nào cũng vậy. Và nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân thì Đức Phật ngài gọi đó rằng tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng. Sabbe sattha kammasakha, mỗi chúng ta đều có nghiệp riêng. Rồi những chúng sanh là kẻ thừa tự nghiệp. Chúng ta không phải là người kế thừa cái tội tổ tông hay là đời cha ăn mặn đời con khát nước như chúng ta nghĩ đâu. Sabbe sattha kammada yada, tất cả chúng sanh đều thừa tự nghiệp hết. Chúng ta sanh vào cái gia đình đó, hưởng cái di truyền đó, hưởng cái di sản văn hóa đó, thật ra do cái nghiệp chiêu cảm chúng ta mới sanh vào đó. Thí dụ như là một người sanh vào một cái quốc gia Palestine thì do cũng cái nghiệp quá khứ làm cái gì đó thì sanh vào nghiệp Palestine. Người sanh vào Đan Mạch thì do cái nghiệp chiêu cảm để sanh vào chỗ đó. Thật ra tất cả chúng ta đó, nói một cách sâu xa thì là chúng ta thừa tự nghiệp.
hơn là chúng ta thừa tự cái gọi cái di sản người đi trước ở lại. Có chăng nó chỉ là cái mà mình thấy ở bên ngoài, nhưng bên trong là do nghiệp lực chi phối hết. Tức là kammada yada, rồi kammayoni, nghiệp là thai tạng. Thai tạng là gì? Thai tạng là một cái quá trình, mà quá trình đó, đó nó chúng ta từ cái phôi thai, từ cái khởi điểm cho đến khi mà chúng ta được hình thành hoàn toàn, chúng ta gọi là kammayoni, là nghiệp là thai tạng. Giống như bào thai của mẹ trong loài người thì 9 tháng 10 ngày, ở trong loài vật thì có 5 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, 1 ngày, vân vân. Nhưng mà trong cái quá trình mà thụ thai đó, thì thưa quý vị, đầu, mình, tay, chân nó phát triển tùy theo cái chủng loại. Thì mỗi chúng sanh sanh ra đời, như trường hợp của Đức Bổn Sư của chúng ta, Ngài sanh ra từ là một vị hoàng tử, rồi sống trong cung vàng điện ngọc, với sự yêu thương hết mực của cha là vua Tịnh Phạn, của di mẫu là bà Mahapachapati Gotami, rồi sống trong bà ba tòa lâu đài của vân. Suốt 29 năm Ngài sống đầy đủ một cuộc sống nhung lụa trước khi Ngài rời bỏ hoàng cung ra đi. Thì thưa quý vị, tất cả những cái quá trình tạo nên cuộc sống, nó sản sinh ra một con người. Cái quá trình đó chúng ta gọi là yoni, là một cái thai tạng, và tức là thai bào. Thì cái thai bào đó đó là cũng chính là do nghiệp lực. Nghiệp là cái thai bào của tất cả chúng sanh, nghiệp là thai tạng, kamma yoni. Kamma bandhu, nghiệp là quyến thuộc. Dạ, nghiệp là quyến thuộc, tức là nghiệp là cái dây mơ rễ má xa gần. Chúng ta thấy như vậy đôi khi chúng ta không hiểu. Thế giới mà mình sống đó, mình nhìn thấy một cái cây. Dạ, quý vị nhìn thấy ở chùa chúng tôi có trồng cái cây redbud, có hai cây kế bên nhau, mà một cây á, thì nó rất là tốt, một cây á, thì nó không tốt. Mà cái cây không tốt là nở hoa nhiều, cây tốt nhiều thì nở lá nhiều. Đối với chúng ta nhìn ở bên ngoài thì ô, cây này tốt, cây không tốt, cây này có hoa nhiều hay cây này lá nhiều thôi. Nhưng mà kỳ thực nó tùy thuộc rất nhiều vào nước tưới ở dưới, nó tùy thuộc vào cái cục đất ở dưới mà chúng ta không biết được. Mỗi chúng ta, thưa quý vị, đều có cái dây mơ rễ má liên quan đến nghiệp. Nó giống như là một người sanh ra ở đời, quý vị thấy ông A, bà B đó, nhưng mà rồi mình có bà con nhiều, bà con có thế lực, bà con có tiền, bà con có hiểu biết đó, thì nó ảnh hưởng chi phối chúng ta. Dạ, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người mà sanh ra đời mà có khi một gia đình mà toàn là nha sĩ hết, vì anh chị em là nha sĩ. Có những người sinh ra đời đó, là dân khoa bản, tại vì trong gia đình quý thuộc có nhiều người khoa bản. Có những người đã 4 năm đời và toàn là lao động hết, tại vì ở trong gia đình là không có ai đi vào khoa bản mà chỉ là lao động tay chân thôi. Nhưng mà cái đó nó chưa có, cái đó nó chỉ là một cái cách nhìn ở bên ngoài thôi. Ở bên trong, thưa quý vị, nó còn có một thứ khác, đó là nghiệp. Nghiệp là quyến thuộc, kamma bandhu. Kamma patisarana là nghiệp, là nơi nương của chúng sanh. Và như là chúng ta thấy một cái loại cây, một loại trái, một loại hoa nào đó thì nương đến mặt đất. Thì mỗi chúng ta đều có cái nghiệp là cái nền tảng, là cái chỗ nương của chúng ta. Và cái nghiệp lực, có những người sanh ra đời đó, họ có cái nghiệp mà về vật chất, có những người liên nghiệp về tinh thần. Chúng tôi gặp rất nhiều hợp, và gặp rất nhiều trường hợp có những gia đình họ có cái duyên, và có duyên là làm ăn buôn bán, có những người có cái duyên là học hỏi, có những người có cái duyên là tu hành, có những người có cái duyên này duyên khác. Chúng ta rất là khó nói, mà đằng sau đó sâu kín là cái nghiệp lực. Dạ, đó là cái nghiệp lực chi phối. Nghiệp là nơi nương tựa của tất cả chúng sanh. Và nghiệp là phân chia sự dị biệt cao thấp trong đời. Nói một cách căn bản là đôi khi chúng ta than phiền ở trong cuộc sống, nhưng mà theo định lực về nghiệp thì công bằng. Dạ. Có những người mà sanh ra ở đời đó, hầu như là người ta may mắn lắm. May mắn đến nỗi mà người Tây Phương họ nói rằng có những kẻ may mắn mà nếu bạn ném họ xuống biển á, đi tàu mà ném họ xuống biển á, thì họ sẽ nổi lên với một con cá trong tay, là may mắn như vậy đó. Chúng ta đọc chuyện là ở trong chuyện kiếm hiệp phải nói là có một người nào đó giống như Đoàn Dự mà bị đạp xuống ở chỗ Ngọc Bích Vô Lượng chẳng hạn, thì
ở vô trong cái động của cặp thần tiên tỷ tỷ rồi học được bí kíp gì đó. Dạ, có những người như vậy, nhưng mà không phải ai mà bị số số đạp xuống khổ sâu là cũng học được bí kíp hết, phần lớn là bị chết. Nhưng mà cũng có nhiều người may mắn, điều đó chúng ta thấy rõ ràng trong đời sống. Chúng tôi đi và chúng tôi gặp rất là nhiều người, họ bị đố kỵ, ganh ghét, rồi họ bị đưa đẩy, nhưng mà rốt cuộc từ cái đó đó nó tạo cho họ được một cái khúc quanh, một sự thay đổi tốt hơn cho cuộc sống. Thật ra có những người may mắn và có những người không có may mắn. Thì con người đưa ra rất là nhiều cái luận điểm ở lý luận về sự bất bình đẳng, về sự sai biệt, về những điểm mà chúng ta gọi là tốt hay xấu trong xã hội loài người, nhưng mà kỳ thật là do nghiệp, do phước hết, mà chúng ta không thấy hết. Dạ. Điều này rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu nếu chúng ta nghiệm thấy trong cuộc đời này đó, ở trong xã hội. Thí dụ như là những quốc gia mà họ bỏ tiền nhiều để họ đầu tư vào giáo dục và dân trí đó, thì dần dà dân trí cao hơn, và dân trí cao hơn thì khoa học kỹ thuật phát triển, khoa học phát triển, kinh tế phát triển, xã hội phát triển nhiều thứ. Còn những quốc gia nào mà phần lớn bỏ tiền đầu tư cho súng đạn, chúng ta thấy một số các quốc gia Trung Đông hồi xưa như Iraq hay Libya sống trên những cái mỏ dầu, nhưng mà những nhà độc tài họ chỉ lấy tiền đó ra, họ mua súng của đạn của Nga, của Âu Châu rồi để đánh đấm nhau, trong khi không đầu tư vào dân trí thì không phát triển được. Có những quốc gia họ đầu tư vào dân trí thì phát triển. Nó về đoạn kỳ thì chúng ta không thấy, nhưng mà về đường dài thì mỗi con người sống, cái chất thiện, cái chất ác, cái nghiệp thiện, nghiệp lành, nghiệp dữ đó, nó tạo nên cuộc sống của con người. Và trước nhất thì chúng ta nên hiểu rằng ở trong cuộc đời này thì luôn luôn nó có cái sự khác biệt. Dạ, luôn luôn có sự khác biệt. Và từ cái sự khác biệt này, nó dẫn chúng ta đến một cái thái độ sống đó, là không có đòi hỏi, là mọi thứ phải như ý của mình, mọi thứ phải theo cách nghĩ của mình. Dạ. Cái đấy Đức Phật gọi là xả vô lượng tâm. Tức là mình hiểu rằng người đó mình rất thân, rất thương, nhưng mà mình cố gắng bồi đắp, cố gắng xây dựng người đó, nhưng mà người đó không thể tốt như mình nghĩ, thì chuyện đó mình phải chịu rồi. Dạ, mình phải chịu, tại vì cố gắng của mình là một lẽ, nhưng mà rồi người đó cũng phải có nghiệp riêng của nó đó. Dạ. Chúng ta không thể nào mà thấy một người mà họ xấu quá rồi bằng cái khả năng của mình làm cho họ đẹp, hay là một người mà thường bệnh hoạn và mình tối ngày mình cứ đi thắp cúng đền mình cầu cho người đó khỏe mạnh được. Đôi khi là chúng ta phải chấp nhận có mỗi người có nghiệp, và cái này đó nó là một chuyện tất yếu lắm. Và tất yếu, quý vị thấy trong cái vườn của chúng ta bao nhiêu cây trái hoa cỏ, mỗi một loại nó có một cái bản chất riêng, nó có sự chịu đựng riêng. Có loại thì cho hoa, có loại cho củ, có loại cho lá, và mình gọi là tất cả mọi thứ bằng nhau, thì đó là một cái sự điên cuồng. Dạ, bởi vì nhân loại từ cái cuộc cách mạng Bolshevik 1917 đó đã hô hào một cái cuộc gọi là một thế giới đại đồng, một thế giới giống nhau, người ta lập cho một chủ nghĩa cộng sản, và cái chủ nghĩa nó gây bao nhiêu cái tai ương hoạn nạn cho cả nhân loại, nhưng mà rồi đấu xây dựng xã hội cho cộng sản. Dạ, người ta chỉ làm được một việc, đó là làm sao tịch thu tài sản làm cho mọi người đều nghèo như nhau. Nhưng mà rồi ngay cơ trong xã hội cộng sản nó vẫn có những cái bất bình đẳng. À, bây giờ chúng tôi không biết ở Việt Nam sao, chứ ngày xưa đó thì ở trong bệnh viện đó thì cán bộ thì được nào, mà cái người công nhân là như thế nào, cái người không phải cán bộ, không công nhân, không gia đình liệt sĩ là được cái mức độ nào. Ngay trong bệnh viện cái sự bất bình đẳng nó có mặt khắp nơi. Thật ra khi con người mà nghĩ rằng mình có thể có được một cái chính sách, mình có thể có một cái phương cách nào đó để mình san bằng tất cả và mọi thứ giống nhau đó, thì thật ra đó là một cái ý nghĩ rất là điên rồ. Dạ, thì thế giới này nó bao giờ là như vậy. Dạ, thế giới này nó bao giờ mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng, và càng sống càng lớn tuổi càng chiêm nghiệp đó, mình mới hiểu cái chữ gọi là giống như người Trung Hoa đó, lục thập dĩ thuận. Có nhiều khi là mình sống thuận theo lẽ tự nhiên,
Dĩ nhiên người ta nói dĩ thuận là sống theo ý trời, nhưng mà càng sống cái tâm mình nó càng điềm đạm hơn. Người ít có đòi hỏi những người chung quanh là à, những người chung quanh là phải giỏi, phải thông minh, phải thế này, phải thế kia. Tại vì sao vậy? Thì mỗi chúng ta đều có nghiệp riêng. Mình giữ cái tâm xả, mình có làm, mình có cống hiến, mình có giúp đỡ cho người khác, mình có hỗ trợ, mình có trợ duyên. Nhưng mà đừng bao giờ mà mình nghĩ rằng bằng những cái nỗ lực của mình mà cuộc sống này nó phải săn bằng. Dạ, nó không có cái chuyện bình đẳng hoàn toàn đâu. Ở nơi nào thì nó cũng có sự khác biệt. Khác biệt từ ở trong tư chất, thể chất, ở trong một cái gì ở trong xã hội luôn luôn nó bị chi phối. Bởi vì Đức Phật Ngài gọi là Sabbe Sata Kamasaka, tất cả chúng đều có nghiệp riêng. Kamada Yada là kẻ thừa tự nghiệp. Kamayodi nghiệp là tai thẳng. Kamapandu nghiệp là quyến thuộc. Kamapachisana nghiệp là nơi nương tựa của muôn loài chúng sinh. Nếu mà chúng ta không đọc và không phân biệt thì chúng tôi mong rằng tất cả quý Phật tử là thường xuyên đọc cái này. Dĩ nhiên là khi quý vị nghe giảng, nghe nói đó, thì chúng ta nghe chư tăng giảng rất rộng, nhưng mà chúng ta nhớ rằng nhân quả nó có sự tương ứng. Ở trong thế gian này nó có cái định luật gọi là Kamma Nikamma và Vichanikam Nyamma, định luật về nghiệp, định luật về chủng tử. Chủng tử về hạt giống là chưởng hoa hoàng đắc hoa, chưởng đậu hoàng đắc đậu. Không thể nào gieo hạt đậu mà ra cây cam, mà cũng thể nào gieo cây cam mà ra hạt đậu được. Tại vì mỗi một chủng loại đó nó có tất cả là tương xứng với nhau. Thì ở đây rõ ràng là ở trong kinh này dạy cho chúng ta biết về nhân quả, về tương xứng. Thí dụ như trong đặc biệt trong bài kinh thì Đức Phật này không có nói mơ hồ, mà Ngài dạy rất là rõ ràng. Cái người trường thọ có lý do để trường thọ, và người yếu thọ thì có lý do để yếu thọ. Mà chúng ta phải nhớ rằng trường thọ là do cái túc nghiệp gì? Cái túc nghiệp mà tạo nên trường thọ đó là người sống với tâm từ mẫn, từ bỏ sát sanh. Không đơn giản không sát sanh. Cái người không sát sanh là khác. Ví dụ như mình sống ở Mỹ, nhiều khi mà không giết con này con kia là khác. Nhưng mà có tâm từ bỏ, không sát sanh. Dạ. Cái người yếu thọ là gì? Đó là người thường hay sát sanh. Mình học như vậy đó. Nếu mà cái tính của mình thích đi câu, dạ, thích mình đi câu. Bây giờ quý vị thấy là ở trên YouTube đó, có những cái YouTube mà con người đi câu cá, hay là đi bắt con này con kia, rồi người ta ưa thích, thích đi câu cá, thích bắt lươn, bắt chuột, vân vân. Mình thích, nó cũng là tạo nghiệp. Vui với sát sanh nó cũng là một cái nghiệp, thưa quý vị. Và một cái người Phật tử mà đúng nghĩa Phật tử mà biết, thì những cái nghề, những cái thú vui như đi câu cá, có nhiều người họ đấu đối khác gì đâu cũng đi câu cá. Dạ. Chúng tôi có quen với một vài người ở đây có khi đi chùa, nhưng mà cuối tuần thứ bảy vẫn thích xách cần câu đi câu cá mặc dù không có đói. Thì mình là người Phật tử mà biết đạo không làm như vậy. Tại vì sát sanh là mình thiếu lòng từ. Sát sanh đời sau sống yếu thọ thì chúng ta không làm. Chúng ta nên tự nhắc nhớ như vậy. Rồi do có cái nghiệp nào mà con người sức khỏe khang kiện. Có những con người mà nay bệnh mai đau. Thì mình biết rằng có những chúng sanh hay đánh đập hay tổn thương người khác. Thì đời này mình sinh ra con người mình nó ương yếu, nay bệnh mai đau. Và nếu chúng ta sống mà có lòng từ, không làm thương tổn ai, thì mình sinh ra mình khỏe mạnh. Có những chúng sanh đẹp và xấu. Đẹp là do mình sống với cái tâm hòa ái, với tâm thân thiện. Xấu là thường sống với tâm phẫn nộ. Hay là có những chúng sanh mà giàu có, chúng sanh nghèo khổ. Do cái nghiệp là nếu mình thường biết bố thí, thường biết chia sẻ với bàn tay rộng mở thì sinh ra giàu có. Còn nếu chúng ta bủn xỉn mà mình không có biết bố thí thì mình sinh ra nghèo khó. Có những chúng sanh sống nhiều quyền thế, có những chúng sanh sống cô thế. Có những chúng sanh sống rất sang, có những chúng sanh rất hèn. Nếu mà mình sống mà mình thường ganh tị, ganh tị thì đời sống của người mình sinh ra đời mình không có nhiều cái
nhiều cái quyền thế trong cuộc đời này, mà nếu mình sống với cái tâm tùy hỷ thì sanh ra nhiều quyền thế. Dạ, thật ra quý vị thấy có những người sanh ra gọi là tứ cố vô thân, sống thất thế, mà có những người sanh ra là có cái thế về gia tộc, về quyền hành, về địa vị vân vân. Mà những chúng sanh nào càng cao ngạo thì đời sau sanh ra càng hèn kém, mà chúng sanh nào càng khiêm tốn, càng cung kính, nhất là biết nghiêng mình trước các vị và lãm môn thì đời sau cao sang. Dạ, ở trong đời có những vật rất là đáng cung kính, thí dụ như là các vị tu hành của giới đức, hay là cha mẹ, thầy tổ, các bậc hữu ân, hoặc giả là các vị lớn tuổi. Nhiều khi mình sống ở đời mà mình là người Phật tử thì ngay cả các vị lớn tuổi mình cũng kính trọng, chứ phải là mình ý là mình vì địa vị vị này thế này thế kia mà mình coi thường những người đó. Tại vì ai mà biết trọng các vị niên trưởng, các vị lớn tuổi nhưng bậc đáng cung kính, thì cái đó đời sau mình sinh ra mình là người có cái địa vị, có cái quyền thế. Còn con người sống mà lúc nào cũng tự cao, cao ngạo, miệt thị người khác, từ đời sau sanh ra hèn kém. Thành ra cái tâm cung kính càng nhiều thì tạo cái nghiệp chúng ta càng sống cao sang, và cái tâm mà càng khinh thường, càng rẻ rúng người khác thì đời sau mình sanh ra mà thấp hèn. Và dĩ nhiên là người biết bố thí sanh ra đời sau sanh giàu có, và người bốn sinh thì nghèo hèn. Và chúng ta cũng nghe đặc biệt là ai mà thường lui đến các vị thiền trí, các vị tu hành mà hỏi là thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là nhân, thế nào là quả, thì đời sau sanh ra trí tuệ sáng suốt. Chúng ta rất là may mắn khi mà chúng ta sanh làm con Phật, và khi chúng ta là người Phật tử thì chúng ta nên chịu khó học hỏi về quả, về thiện, về ác, về những cái gì gọi là vui khổ, cái gì là nhân dẫn đến khổ, cái gì nhân dẫn đến hạnh phúc. Những cái đó nó là siêu mài dũa rồi óc của chúng ta, nó làm chúng ta sáng suốt không phải đời này mà đời sau nữa. Thì chúng tôi rất là mong rằng quý Phật tử qua bài kinh này thật sự không có khó hiểu, nhưng mà chúng ta nhớ, và chúng ta nhớ hàng ngày ở trong đời sống. Và nhờ chúng ta nhớ hàng ngày như vậy, luôn luôn là chúng ta nhớ rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Và cái câu mà chúng ta thường đọc là tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng, nghiệp là kẻ thừa tự nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chỗ tựa nương, và chính nghiệp phân chia gì việc cao thấp trong đời. Nhớ như vậy cũng đủ có một chút vốn liếng trong cái gia tài Đức Phật để lại chúng ta về niềm tin ở nhân quả. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chương chư tôn đức đã vào rung để sự giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Nhất Đẳng, và con xin